3D Marker xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn chức năng tự động chết lỗi của phần mềm tạo mẫu nữ trang 3D Marker SLA Print. Với chức năng này thì các bạn sẽ không còn lo lắng mẫu in bị rớt cho cảm thấy xúc bọt nữa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở chương trình lên. Và sau đó mình sẽ load một cái file mà mình muốn in vào. Ở đây mình đã chọn một file mà khách hàng vừa gửi về để mình kiểm tra giúp. Mẫu đã load xong rồi, chúng ta sẽ chọn tiếp chức năng slide để slide hình. Khi slide xong thì chương trình sẽ báo chúng cho chúng ta biết là thời gian cần thiết để tạo ra mẫu sản phẩm này là bao nhiêu. Chúng ta qua tab xem lớp cắt để chúng ta kiểm tra. Ở đây là chức năng check error, chúng ta sẽ bật về on và bấm play để mẫu bắt đầu chạy kiểm tra. Như các bạn thấy thì phần mềm sẽ chạy xong mẫu in ra thành từng lớp để bắt đầu kiểm tra những lớp nào bị lỗi và báo cho chúng ta biết. Khi gặp một lớp lỗi thì chương trình sẽ tự động dừng lại và khoanh đỏ cái điểm lỗi lên cho chúng ta thấy. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là cái điểm lỗi này nó cũng khá là nhỏ. Chúng ta kiểm tra lớp tiếp theo. Nó chỉ xuất hiện ở trên một lớp thôi. Lớp tiếp theo nó đã được gắn như support rồi. Thì những điểm lỗi nhỏ như thế này sẽ không ảnh hưởng gì đến cái sản phẩm của chúng ta. Tương tự đó là điểm này và điểm này. Chúng ta sẽ tiếp tục bấm để kiểm tra. Đây là một cái lớp lỗi nữa. Như chúng ta có thể thấy thì cái lớp lỗi này nó chỉ xuất hiện ở một lớp. Tuy nhiên là cái nó lại khá là lớn. Thì nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm in của mình. Thì thay vì đó các bạn có thể di chuyển cái cây súp bọt để xích qua một chút để chống đỡ nó. Như các bạn có thể thấy thì đây cũng là một lỗi rất lớn, chúng ta nên cắm lại support để có thể đảm bảo chất lượng của mẫu in của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục bấm play để kiểm tra lần nữa. Đây là một lớp lỗi khác, ở trong cái trường hợp này chúng ta sẽ kiểm tra coi nó xuất hiện trong bao nhiêu lớp. Như các bạn thấy thì nó xuất hiện rất là lớn và kéo dài ở đến trong 4 lớp. Chắc chắn với những lỗi như thế này thì chúng ta sẽ không in được mẫu. Các bạn nên cắm lại súp bọt để thực hiện in vì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ in, chúng ta sẽ không đạt chất lượng. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục kiểm tra. Như vậy là chúng ta đã kiểm tra lỗi xong và tắt chức năng check error của chương trình. Vậy là mình đã vừa giới thiệu xong cái chức năng tự động kiểm tra lỗi của phần mềm tạo mẫu nữ trang 3D Marker SLA Print đến các bạn. Nếu như còn có thắc mắc gì, các bạn vui lòng comment bên dưới hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0835119973 để được tư vấn hướng dẫn thêm.
thông tin về máy tạo mẫu nữ trang SLA Game 2.0 và các chương trình khuyến mãi liên quan, các bạn vui lòng truy nhập website www.3dmaker.vn để biết thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.